Đó thì cái sau này cái cơ độc của mình nó ra nó mới hoàn thiện, nó ra mới tốt. Còn mình không trị nó trước thì nó ra cứ hàng nấm hồng và hàng nấm đông này, nó tấn công vào cái phần mà đột đầu đột non. Cơ đọt rồi thì bắt đầu mình mới có thể là mình bấm tỉa cành. Bây giờ mình chỉ đi cắt là những cái cành khô nó đã bị chết rồi, thì mình cắt xong mình xịt thuốc lên để cho nó khống chế, không cho bệnh nó tấn công. Còn bây giờ như những cái cành này là của mình nè, mình thấy nó đang rậm rạp như vậy nè, thì mình không nên rửa, tại vì cây bây giờ hiện tại bây giờ là cây mình ăn xong nó đang thu hoạch, nó đang bị yếu thì nó đang cần cái bộ lá để nó quang hợp, nó nuôi cây. Mà mình đi gông tỉa cành sớm quá là cái cây của mình nó suy, nó xuống luôn. Ít cắt tỉa những cái cành mà nó bị khô, nó khi mà cành mà nó đang neo trái đó, nó bắt đầu bị rút dinh dưỡng, nó chết cành, những cành đó thì mình sẽ cắt bỏ trước. Mình chứ bây giờ là mình không sẽ không đi gông tàn. Còn cái phần mà là đang mà nhức nhối nhất của phần của mình á, ở đây là làm cho cây của mình nó suy nhiều nhất. Đó, nó có ba cái tác động. Thứ nhất là hiện giờ là đang bị nấm hồng, nấm rồng nó đỏ cành luôn, nó làm cho khô chết cành nè. Thì mình phải trị thằng này đầu tiên nhất. Đó thì cái sau này cái cơ độc của mình nó ra nó mới hoàn thiện, nó ra mới tốt. Còn mình không trị nó trước thì nó ra cứ hàng nấm hồng và hàng nấm đông này, nó tấn công vào cái phần mà đột đầu đột non, là ra lá bao nhiêu nó rụng hết bao nhiêu, nó rồi bắt đầu là nó rụng, nó không còn cái lá để nó quang hợp, nó nuôi cái cành thì bắt đầu nó khô, nó chết dần như như cái cành này. Rồi thêm một cái nữa là cây của mình ở đây là nhện đỏ nè. Nhện đỏ nó tấn công là những cái lá già đó, mình là bây giờ nó bạc hết lá, nó hút hết tới cái tế bào chất diệp lục, cái diệp lục tốt của cái lá, thì làm cho cái lá của mình nó không mất cái khả năng quang hợp. Mà tình hình như thế này nó nếu mà mình không trị nó càng ngày nó càng nhiều thì cái cây của mình nó không quang hợp được, kiểu như mình ngủ mà lấy cái bền mình trùm trùm luôn bít đầu vậy á, thì mình không thở được, nó bị ngập, cái cây của mình nó sẽ khựng, nó không phát triển được. Rồi kế đó là cái con rầy xanh. Thì rầy xanh nó thì thời điểm nào nó cũng có, còn con nhện đỏ này sẽ phát triển mạnh vào mùa mưa, mạnh vào mùa nắng. Tháng mưa thì nó vẫn có chứ không phải là không, nhưng mà khi mà mình xịt thì mình phải ngừa ngừa cho nó, mình để mình ngừa nó sẽ tốt hơn là mình trị, ngừa bệnh hơn trị bệnh đó. Khi mình ngừa thì mình cứ một cử thì cộng một cử thì bỏ vô dùm cho con, thì cái cây của mình lúc nào nó ra cây đọt nó cũng khỏe, nó tốt, nó mấy hàng mãnh tướng Việt nhà nó mình mua loại những loại đặc trị thì nó sẽ tốt hơn là những cái loại chung chung. Như bên con thì thuốc mà trị sâu gầy là đặc trị hết, là đặc trị gầy, là mãnh tướng diệt trầy là nó đặc trị con gầy, còn mãnh tướng diệt nhện là nó chuyên về trị con nhện đó. Còn cái chai mà sâu bọ nhện á là nó chuyên trị về những con sâu đục thân, sâu đục cành ở trong thân cây của mình đó, thì mình nên sử dụng những cái loại đó. Còn khi mình ra mà nhà ngoài đại lý bao giờ giật thì nó bán thuốc mà để trị chung chung á, nó trị nhiều loại con quá, nó cái loại đó nó không tốt, tại vì chung chung quá nó không có xác định là nó trị tuyệt đối con nào, nên mình khi mình sử dụng thì mình nên sử dụng những loại mà nó kêu bằng là đặc trị, nó sẽ tốt hơn. Như cái cây này chú nói nó bị cái cây mà bị thiếu phân thiếu dinh dưỡng thì nó cũng có đó chứ không phải không, nhưng mà đa số trên cái cây này là 90% là nó bị cái con nhện đỏ tấn công. Như cái lá này thì nó bạc hết luôn rồi, cái kiểu như bây giờ trùm mền luôn rồi sao thở đó. Thì càng ngày cái cơ độc của mình bây giờ nó đang ra nè, nó đang nhú ra được như thế này, mà mình không trị nữa thì nó mai mốt nó y vậy nữa thì cây của mình nó không lớn được, cái nó càng ngày càng nó càng chai đọt, rồi nó chai cái cây đứng khựng đi luôn. Mình có đi dinh dưỡng ở góc cỡ nào đi, nhưng mà ở bên trên cái bộ lá mình không xịt ngừa sâu rầy và dưỡng đọt cho nó thì cái cây của mình nó cũng không đứng, không phát triển được. Mấy cây này hồi trước nó chết rồi mới trồng lại đó chứ. Dạ. Nó chết đó rồi. Hồi trước ở đây là thành đám rồi. Ở đây thì mình trồng theo cái mô hình hồi xưa mình trồng là mình chôn nó hơi bị sâu. Những cái cây nào mà cô để ý còn hay, những cái cây nào mà cái gốc nó nổi thì những cây đó nó sẽ phát triển được tốt hơn và nó hạn chế được cái bệnh mà xì mủ hơn. Vàng lá hay thối rễ là những cái cây là nó bị chôn sâu hết, là những cái cây đó cây nào chung trồng nổi là nó sẽ phát triển mạnh.
Thì khi mà mình sau này mình có trồng lại những cây mà khu mà vườn cây mình dặm lại á, thì mình cũng nên trồng nổi nó đi. Cái giai đoạn đầu ở đây là dùng đất gió, thì cái giai đoạn đầu á, thì nó gió nhiều, mình sợ hồi xưa mình trồng mình chung sâu á, làm sợ sợ gió đó. Thì bây giờ mình phải trồng nổi, mình chịu cực, mình cặm một cái cây cắm, hai cây cắm, một cây gốc và một cái cây ngọn cho cái cây của mình trong thời gian kiến thiết cây mình mới trồng. Thì thời gian đó mình chịu cực, mình tốn hai cái cây cắm đó thôi, nhưng mà sau này á, mình đỡ tốn rất là nhiều chi phí, mà cái cây của mình nó lại phát triển mạnh. Chỉ một năm đầu thôi, chỉ chịu cực cả một năm đầu thôi, là khi mà cây mình nó phát triển mạnh được cái bộ rễ ra ngoài rồi, là nó bám chặt được vào đất rồi, thì thời đó là nó mình đã tháo cây cắm ra rồi, là cái cây của mình phát triển tốt. Mà chỉ cực là giai đoạn đầu đó thôi, sau này thì cây của mình mà cứ bộ rễ mà nó được nổi lên trên á, là cây nó khỏe, còn mình dễ quản lý được cái sâu bệnh nhà nấm hại, đặc biệt là bệnh nứt thân xì mũ gốc. Mình chung sâu quá nó xì mũ mà là mình không thấy, mình không biết, mà mình nổi thì mình cái rễ nó nổi lên, khi mà nó xì như vậy thì mình sẽ phát hiện và mình trị được sớm. Còn cây mà chung sâu quá mình đâu thấy, tới chừng cái cây của mình chú thấy mà nó khựng đây rồi, nó không còn phát triển nữa, thì mình moi ra là nó đã bị quá nặng. À, hồi xưa nó mỗi con đường này đất nó xả xuống đây nhiều đó. Dạ. Có như chỗ này năm nay như cây đó chết cây. Như dạ, như cái vườn này của mình thì bây giờ cái khoảng cách của mình là trồng nó không phải là quá quá khít. Nó giờ nó vẫn còn đang thừa. Thì chú muốn là cho máy vô nó cuốn cái xẻ liếp cũng được. Để cho nó tạo cái điều kiện cho bộ rễ cây của mình đó, khi mà tháng mưa nè là nó rút được nhanh hơn, nó không có kiện hơn, nó không giữ nước. Thì mưa là nó thông thoáng thì bộ rễ của mình nó sẽ tốt hơn. À, ở đây thì độ này nó nghiêng nè, nó truyền, còn những xuống dưới càng ngày nó càng bằng xuống á. Khu vực dưới thì mình nên cài nó như vậy sẽ lúc. Như cái cây đó là bây giờ là phải là trước sau được thân ăn, còn có chút xíu nữa thôi. Dạ. Là nó hết mà nó sụp từ từ. Cái cành đó đó bây giờ là mình cái phần ngọn khô đó là bây giờ là mình cắt, mình khống chế luôn. Khống chế luôn là mình cắt xong rồi mình lấy cái thằng siêu giáp cộng với chai mảnh tướng sâu bao nhện á, là mình quét vô cái vết cắt đó. Rồi mình kiếm cái lon cái gì đó mình đậy lại, với tại thì tháng mưa này nè. Nó rớt trực tiếp vào cái vết cắt đó thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái nấm bệnh nó tấn công. Dạ rồi. Đó là mai mốt á, là một là để cái tạng như vậy, hai khi mà mình cắt như vậy mình khống chế rồi, nó sẽ nhảy một cái chồi tược mới để tạo cái ngọn mới cho cây của mình, thì cây của mình nó mới phát triển được. Chứ cái ngọn nó giờ nó ăn hư hết rồi, bây giờ nó khô cành, rút cành như vậy xíu vậy nữa là giáp đó, xin quên. Dạ. Nhưng cây mà cây này cũng vậy nè, hai cây ở dưới đám này nó ăn hai cây, như những cái cành khô đó giáp à. Như những cái cành khô đó là nó tạo điều kiện cho cần một chuỗi tấn công á, thì mình phải cắt khống chế nó hết. Chứ bây giờ chú thấy nó còn có một miếng da hà mà cái ngọn đó mà nó nằm trên cao nữa, thì giờ chú cứu nó có sống lại đi thì mai mốt gió nó cũng quật, nó cũng gãy hả. Dạ, khi mà ở trên đó mà nó gãy xuống á là nó sẽ đè luôn những cái nhánh dưới, nó gãy hết cái tầng nhánh dưới nữa, nó làm hư cái cây của mình. Giờ mình chỉ có cắt cái ngọn thôi mà nó sẽ làm cho những cái phần cành tán ở dưới này của mình nó sung nó lực hơn. Rồi mai mốt nó sẽ nhảy ra một cái cây đọt mới, cây tược mới, thì mình dưỡng cái cây tược được tược đó để làm lại cái phần ngọn, cái đỉnh ngọn mới cho cái vườn của mình. Này, cảm ơn.